Tình to thì sẽ bài nhau, rap thôi một chút và bây giờ ta không nghe nhau. Cơ tình là những nước ta không thể nào nói, ta không vừng quyết và bây giờ cái hút cầm thì dễ ói dầu. Không biết không? Cuộc đời chỉ đơn giản như những gì mà mày đã từng nói trước. Tại sao tao rap thì giống như là tồn tại gói cước? Bởi vì tao đang thể hiện cách bản thân mình. Đây là cách mà tao đóng cửa và tự bản thân mình nâng trình. Sau khi thằng bạn của tao trở thành thằng thân sinh, nhưng bây giờ tao nói là tao sẽ đéo bao giờ mà ăn xin. Đăng tin tao rap ở trên cả báo đài, tụi tao đéo phải con gái và đéo có hơi khoác áo dài. Nhưng tụi mày láo, tụi tao ngồi đây và tỏ ra tụi mày láo trong một giây rồi sao? Tụi tao xoay ra tụi mày nghĩ nhừ. Mấy thằng chó tụi mày rap thì tụi mày cứ miễn đừ. Tao rap đến một ngày nào đó khi bầu trời và ngừng trôi. Tao rap đến một ngày mà nơi tao đã từng nổi, tao nổi trên biệt danh là Dick Cater. Tụi mày rap, tao sẽ tặng cho mày một ít paper đem về để mà cuốn nghe nếu cần bự to. Tao là rap quyền và Dickie luôn tự do. Đây là tự cho mình là áo phong và quần cục. Khi tao nói tao là con thú và tụi mày đéo thuần phục. Tụi tao là ai là linh mục?